Ông thành quân a ca sa tha cha bồn ma tha đi qua na ga ma ni ti ca quân nhân lô a nu mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ga căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta vô ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa nguyện công đức tu trì a hồi hướng đến chư thiên bậc thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng hư không tới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi vô trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên luân độ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bình dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ba mươi phun nhang xà hoa ca gia hoa an hô tua na ca tê ca lê hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Sydney từ 11 giờ đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh. Thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay. Giáo trình đề tài hôm nay, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 5 bố cục giáo pháp, giáo trình Thắng Pháp biên soạn Tỳ Kheo Giác Đẳng dẫn nhập Tỳ Kheo Giác Đẳng và giảng giải ngài Tỳ Siêu. Mở đầu chương trình xin chúng ta, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến.
Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quyết cầu phúc lành phá sanh. Sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, và cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Con hành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính chào đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Akhita Thamma, bài 5 bố cục của giáo trình Thắng Pháp sẽ được ngài Tỳ Siêu thuyết giảng mở đầu chương trình. Chúng con thành kính đục đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức thượng giáo tất cả quý đức. Thưa vị, không biết sao quý vị thấy thượng tọa Tỳ Siêu, nhưng mà chúng tôi lại không thấy có thượng tọa Tỳ Siêu có mặt ở room. Không biết quý vị có thấy được không? Và chỉ tập trung vào thứ Phật tử hôm nay. Nếu quý vị để ý thì chúng tôi soạn bài tương đối rất là ngắn, bởi vì chúng tôi chưa có một cái sự bàn thảo rõ ràng với thượng tọa Tỳ Siêu về giáo trình của môn Thắng Pháp Abhidhamma này. Ở đây thưa quý vị, đây là một môn học mà vốn có nhiều cái cách dạy khác nhau. Từ thời Đức Phật còn tại thế đó, thì đã có một cách dạy khác mà chúng ta được biết với chữ Madhika. Và mãi về sau này, hơn 1.300 năm sau đó, thì ngài Aniruddha ngài mới đưa ra quyển sách Abhidhamma Sanghara, chúng ta gọi là Thắng Pháp Thập Uyên. Hòa thượng Minh Châu dịch bộ sách này thì hòa thượng nói rằng ngã Aniruddha đã chẳng được đúng với căn bệnh truyền thống. Khi mà ngài soạn cái giáo trình này, thật ra với những ai đã học Thắng Pháp đã bị thông rồi thì thấy rằng sự sắp chết của các giáo trình là một điều tương đối rất là tế gì, không có đơn giản. Một cái ví dụ là chúng ta thấy trong các trình bày của câu xá luận đó, thì mở đầu trình bày nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi sau rồi là mát na a la gia thức. Nhưng mà trong a di đàm của Abhidhamma của Pali thì ngài Aniruddha ngài mở đầu với tâm bất thiện, rồi tâm vô nhân, rồi mới trở lại với những tâm tình hảo. Đây cũng là một trong những sự khác biệt tương đối rất là nhỏ, nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói là đôi khi trong cái sự sắp xếp trước sau của người xưa đó tương đối có phần khác với hôm nay. Chúng tôi tạm thời có một cái sườn để dựa trên cái sườn này, lát nữa sẽ đi sâu vào bàn với thượng tọa Tỳ Siêu. Và sau khi thượng tọa Tỳ Siêu đã trình bày cái ý mà thượng tọa muốn giảng trong giáo trình này đó, thì bài học này chúng tôi sẽ viết trở lại để quý vị có thể thấy rõ được là cái trình tự của giáo trình như thế nào.
Đối với chúng tôi thì cái bố cục của giáo trình nó quan trọng, rất là quan trọng, riêng đối với một thánh học Abhidhamma. Giống như trường hợp là ở tại thỉnh thoảng chư tăng có những chuyến đi xuyên bang, thì trong chuyến đi xuyên bang này chúng ta cần vạch ra một cái lộ trình là mình đi đâu, làm gì ở trong mỗi một cái đoạn đường đi. Thì đối với chúng tôi điều đó rất là quan trọng, bởi vì không thể mình đi mà mình không có cái lộ trình. Thì riêng ở trong cái bố cục của thánh pháp này thì nó cũng phải có cái lộ trình nhất định. Chúng tôi mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho bài học ngày hôm nay. Như một lần nữa chúng ta nói bài học này mang tính cách là đại lược. Chúng tôi suy nghĩ cũng nhiều, nhưng mà rồi sau khi chúng tôi được siêu giảng xong thì có thể là chúng ta có một số những quán chuyển dài dặm ở trong cái việc sắp xếp. Mặc dù công việc này thuần túy là công việc của các vị giảng sư, nhưng mà chúng tôi thấy rất là quan trọng để quý Phật tử có được cái khái niệm là cái lộ trình chúng ta học sẽ ra sao. Mời quý Phật tử có thể đọc cho bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú, lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân. Thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn Phong Lan và Hoàng Nguyệt cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu và con xin được đọc bản chánh văn. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2020. Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 5 bố cục giáo trình thắng pháp. Biên soạn tỳ kheo giác đẳng, dẫn nhập tỳ kheo giác đẳng và giảng dạy ngày tỳ siêu. Bố cục của giáo trình thắng pháp. Giáo trình thắng pháp Abhidhamma từ thời gian sơ, ban sơ vốn có nhiều hình thức sai biệt mãi cho đến thế kỷ thứ 7. Khi quyển sách Abhidhamma Sankhaha được Ngài A Xà Lê Anuruddha soạn thảo thì mới có một trình tự tương đối phổ thông trong giới học Phật. Giáo trình này kết hợp bố cục của tác phẩm kể trên cùng với giáo trình siêu lý sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng của Ngài Tịnh Sự, đồng thời cũng có một số hoán chuyển lấy từ những lớp học trong thời gian qua. Con thấy rồi, dạ. Từ thế kỷ thứ 8. Một là mã tổng quan, hai tâm thức, ba thuộc tánh của tâm, bốn diễn trình tâm thức, năm tương quan tâm thức, sáu vật chất, bảy chúng sanh cảnh giới nghiệp quả, tám pháp vô vi, chín chư pháp phân chia theo thể loại, mười pháp chế định, 11. Những nguyên tắc định danh và xác lập, 12. Duyên hệ, 13. Duyên sinh, 14. Những ứng dụng của thắng pháp, ngữ và nghĩa, chư sanh gaha, thường được dịch là tập yếu, tót yếu, khái luận, vân vân. Chỉ có cách trình bày cô đọng ở trên, thực tế thì trong giáo trình thắng pháp, chữ này thường dùng như những bài thiệu trong võ học với mục đích giúp người học ghi nhớ những điểm chính, từ đó giảng dạy rộng rãi. Điều được thấy rõ qua tập Diệu Pháp Lý Hợp của Ngài Tịnh Sự, hai tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng của Phật giáo Bắc Truyền. Nên cẩn thận, rất khó để khẳng định một bố cục nhất quán trong giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Ví dụ, theo thắng pháp tập yếu luận thì giữa tâm pháp và sắc pháp có những phần liên hệ với phi lộ về người, cõi, mà thật ra nên đặt sau sắc pháp, nhưng cũng có những lý do đặc biệt. Nên dạy trước sắc pháp hay những tâm mang tánh cơ năng như 18 tâm vô nhân lại chen giữa vào tâm bất thiện và tâm tịnh hảo, vân vân. Thử dùng khái niệm quen thuộc
Một người đi thăm một vườn hoa mênh mông có thể tự sắp xếp thứ lớp của những chỗ mình sẽ thưởng ngoạn, nhưng đó không phải là bố cục theo một cách cố định của khu vườn. Học thắng pháp Abhidhamma cũng vậy, giáo trình có thể linh động tùy theo nhu cầu. Những điểm cần nhớ: hình thức miên thị của thắng pháp y cứ trên các Matika vốn đáp ứng cho hình thức truyền khẩu. Bãi bộ kinh của thắng pháp tạng có thể dùng, nhưng bố cục của giáo trình với sự linh động của người hướng dẫn. Quyển Abhidhamma Sangaha, thắng pháp tập yếu luận, là một tập sách giáo khoa phổ biến nhất trong môn thắng pháp Abhidhamma. Minh họa: biểu đồ sau đây là thí dụ tại sao giáo trình thắng pháp thường sai biệt tùy theo người hướng dẫn. Dạ, bản minh họa này quý vị nào có vào room thì sẽ thấy được bản minh họa này. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Hôm nay chúng ta đã đi vào giới tình thắng pháp tình mắt. Thực ra là vấn đề nha, chúng tôi như rất là bận việc cho nên cũng không có cơ hội gì bàn bạc với thống nhất về giới tình dạy. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nói về giới tình thì tôi biết tặng sở hữu cách nói như thế này thì đối với chúng tôi cũng có gì. Cái điểm giới tình ở đây để sắp xếp thì mình bốn chương. Vì đó thì được bộ tâm pháp tầm ý định ở cái thành mặt thật sự cả hạn của Ngài A Di Đà Phật thì chỉ có chính chương thôi, tức là chúng ta có thêm bốn chương. Một chương nói về nguyên tắc định danh chưa nói về duyên thể, chưa nói về duyên sinh, và trên cuối cùng thì những ứng dụng của thắng pháp, cái này không có ở trong trong bộ tâm pháp tập ý niệm,
thì chắc ở một cái khía cạnh đó. Nhưng mà thay vào đó thì có những cái ở trong tấm pháp tịnh mình có, mà giới trình này cũng có chẳng hạn như là những niệm sinh tâm anh thanh năng, tức là những cái điều tu tiến. Thì ở trong giới trình tấm pháp tịnh mình là anh luôn thức tiến thắng ngày trình bày giống như là phần định của thân định đạo như trước khi bắt giác do ngài có thân của sát viên sở ngài có thê phần thật. Ở đây trong giới trình mới này là không có, mà chúng ta có những định như là như thế định danh, những ứng dụng của tâm pháp, học cái nào cũng được. Thực ra những cái này đó, trong chung các Phật tử chúng ta nói đây, trong lớp này hay lớp khác, chúng ta đã có học rồi. Cho nên bây giờ khi mình ta học lại thì ta sẽ cũng sẽ không có gì nên là bất ngờ, chúng ta sẽ không có gì bất ngờ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ? Các vị có nghe được chúng ta nói rõ không? Không rõ, không nghe được. Các vị chờ một chút, bởi vì cái đất thấp thì chúng ta như ta hãy kê được nhé. Cái quan tài thì chúng ta có vấn đề, không cần đi lên. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, cái phần tổng quan thì chúng ta đã có nói đến nhiều ở trong 4 bài học qua. Cho nên nếu như bữa nay mà chúng ta bắt đầu học giáo trình này thì chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai, tức là cái phần tâm thức. Rồi thuộc tánh của tâm. Và chúng tôi cũng có một vấn đề liệt chương thứ tư, chương thứ năm đó. Mà xin hỏi Thượng Tọa Nhất Đẳng, nếu cái chương thứ năm mà Thượng Tọa sắp xếp là cái phần tương quan tâm thức, thì ở đây cái sự tương quan tâm thức nó có hai.
tương giữa tâm sở đối với tâm sampayoga. Tức là nói đến tâm sở phối hợp với tâm. Và một cái sự tương quan khác là tương quan giữa tâm đối với tâm sở gọi là sangha. Tức là trình bày mỗi một loại tâm như vậy đó, nó có bao nhiêu tâm sở. Ồ, nếu nếu thượng tọa nói rằng là cái phần tương quan giữa tâm thức, tương quan tâm thức là cái phần linh tinh, như vậy là cái phần này chúng ta sẽ nói về bất kinh đắc cá sanh cá, tức là nói về thọ nhân sự môn cảnh vật, phải cái đó không? Thì cho dù tương quan tâm thức nói theo cái cách đạo đi nữa, thì ở đây chúng tôi đề nghị là phần tương quan tâm thức nó sẽ học trước cái phần diễn trình của tâm thức. Lý do vì trong cái diễn trình của tâm thức, tức là nói đến lộ trình tâm, mà hễ lộ trình tâm thì phải đề cập đến cảnh rồi môn nội tâm nhãn môn nhĩ môn tỷ môn thiệt môn thân môn ý môn, và lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân môn, thì nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là thuộc về cảnh. Nó cũng nằm ở trong bất kinh đắc cá sa cá. Cho nên nếu như mà học diễn trình tâm thức trước, rồi học tương quan tâm thức, tức là cái phần linh tinh yếu hiệp đó, hay là tổng hợp linh tinh đó, mà chúng ta học sau đó, thì như vậy có vẻ như không ổn, là bởi vì một người sơ cơ hoặc là khi mà giảng giải đó, thì ở trong cái phần diễn trình tâm thức, khi nói đến lộ tâm đó, lộ tâm nhãn môn, thì phải trình bày lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân môn, thì phải trình bày về ngũ môn, và lộ ý môn phải trình bày ý môn trước. Như vậy sáu môn phải đề cập đến, sáu cảnh phải đề cập đến, sáu vật phải đề cập đến. Rồi ở trong một diễn trình tâm như vậy đó,
thì nó gồm có, thí dụ như trong khai ngũ môn, khởi đầu cho một lộ trình khách quan, diễn trình tâm khách quan, thì tâm đó nó sẽ làm cái công việc ở trong 14 sự là việc khai môn. Mà thức nó là việc thấy nghe với nếm đụng, là việc tiếp thu, là việc quan sát, là việc phân đoán, là việc động lực, là việc na cảnh. Thì nếu như mà chúng ta để chúng ta học diễn trình tâm thức thì đến cái chỗ này là người ta sẽ mở ngỡ, không biết cái này ở đâu mà có, làm sao biết. Cái đó nó nằm ở trong sự 14 sự ở trong Ba Kinh Đa Cát, tức là cái phần tương quan. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị cái chương thứ 5 học trước trở thành chương thứ 4, chương thứ 4 và chương thứ 4 diễn trình tâm chúng ta sẽ học thành cái chương thứ 5. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có đồng ý hay không? Dạ, dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Và dần dần những cái chương sau khi đến đó thì Thượng Tọa Giác Đẳng và chúng tôi sẽ bàn lại cụ thể. Còn bây giờ chúng ta nói từ năm chương đầu trước. Trong cái thời gian mà học như thế này đó, thì chắc có lẽ xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng, là chúng ta có ấn định cái thời gian, cái thời lượng để mà dạy một chương hay không? Nếu như tâm thức trình bày trong vòng một buổi thì chúng tôi sẽ chạy nhanh ở trong vòng một giờ đồng hồ thì sẽ xong hết phần tâm. Còn nếu mà chúng ta nói chi tiết, chúng ta phân ra đó, thì chúng ta sẽ phân theo cái cách có giáo trình hay là do tùy theo chúng tôi trình bày. Thí dụ như theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ trình bày theo bộ Thamma-sangani, tức là bộ pháp tụ, bộ thứ nhất của Tạng Vi Diệu Pháp. Tức là khi nói đến tâm thì được trình bày theo bốn chạch tiết. Là tâm thiện, rồi tâm bất thiện, rồi tâm quả thiện và quả bất thiện, rồi tâm vô ký tố, tâm tố, quả thiện
quả bất thiện cũng là tâm vô ký, nhưng cái đó gọi là vô ký quả. Vipaka, vipaka apiyakata, apiyakata. Còn hay là kiriya apiyakata, kiriya apiyakata citta, tức là tâm vô ký tố. Là trình bày bốn cái đó. Còn nếu như mà chúng ta, nếu như thượng tọa giáo đẳng muốn học theo cái cách của trình bày của bộ Abhisthapatthasara Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, thì chúng ta sẽ phân ra là kama vacara citta, tức là tâm dục giới, tức là bốn cái phu mí, bốn cái địa vức, tâm chia theo bốn địa vức phu mí phi đá, thì tâm dục giới là 14 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Thì chúng ta có hai cách trình bày như vậy, hai cách trình bày. Và chúng ta cũng có nhiều cách trình bày khác. Nhưng mà ở đây đó, thì chúng tôi khi mà dạy đó, thì chúng tôi có lớp thì chúng tôi chọn phân tích tâm thức theo địa vức phù bí. Còn có lớp thì chúng tôi dạy, chúng tôi phân tích theo theo cha tí là cái gì? Giống tâm hay là đặc tính của tâm. Có bốn giống tâm. Hoặc là bốn địa vức. Cách nào chúng ta cũng được. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tổng quan một la mã và hai la mã tâm thức. Nhưng mà trong khi chờ đợi thì tôi rất đẳng cho biết coi cái phần tâm thức chúng ta học một trong một buổi học hay là chúng ta học hết, thì chúng tôi sẽ trình bày. Thưa quý vị, khi mà chúng ta học, nếu mà chúng ta nói về tổng quan của Abhidhamma, chúng ta học Abhidhamma, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta học cái gì đó mà nó ngoài ra. Cái sự tu tập nó chỉ nằm ở trong cái phạm trù của sự tu tập thôi. Tại sao chúng ta nói như vậy? Là bởi vì trước hết ở trong cái trước hết khi mà nói đến trong cuộc đời này
trong thế gian này, cái gọi là chúng sanh, loài hữu tình, luân hồi sanh tử, khổ, thì cái gọi là chúng sanh đó nó chỉ là ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hình uẩn, thức uẩn thôi. Nếu mà tán duyễn ra nữa thì nó gồm có 12 xứ. Ngũ uẩn đó chúng ta tán duyễn nữa thì nó thành 18 giới. Và đúc kết lại đó thì uẩn xứ giới đế đó nó nằm ở trong tứ đế. Nhưng mà ngũ uẩn thì cũng chỉ có nằm ở trong ba đế. Chỉ có pháp xứ, chỉ có 12 xứ, 18 giới. Trong đó có pháp xứ, pháp giới thì mới có niết bàn, là diệt đế. Thì bây giờ chúng ta đóng bằng cách tổng quát thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng với cái tấm thân một sải tay này, thân một sải tay, từ đó ta tuyên bố về sự khổ, sự tập khởi khổ, sự diệt khổ và con đường đến diệt khổ. Và ngũ uẩn này Ngài gọi đó là thế giới của cá, là tuyên bố về thế giới, tập khởi của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới và con đường đến sự đoạn diệt thế giới. Thì ở đây trong kinh tạng đó thì trong những bài pháp mà Đức Phật đã thuyết cho chúng tỳ kheo nghe thì Ngài đề cập đến năm uẩn, Ngài đề cập đến 12 tức là 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, và đề cập đến 18 giới, tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, rồi nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Thành ra nó tới 18 giới. Thì ở vi diệu pháp khi nói đến cái phần tổng quan này là chia sẻ, phân tích thế nào là sắc uẩn, thế nào là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, niết bàn là hoại uẩn. Sắc uẩn ở đây tức là 28 sắc pháp, mà ở trong giới tình này tượng tội giới đẳng gọi là vật chất.
nói đến thọ quẩn, nói đến thức quẩn, chúng ta nói thức trước ở trong Thanh Tịnh Đạo ngài cũng đề cập đến thức, ngài Bữa Thơ Khai Sáng ngài cũng nói đến thức quẩn trước. Thức quẩn ở đây tức là chỉ cho tâm thức, gồm có 89 hoặc 121 tâm. 89 là nói nó hẹp, còn 121 tâm là nó rộng, triển khai rộng. Còn nói đến thuộc tánh của tâm đó là ám chỉ cho 52 tâm sở Chetasika. Và 52 tâm sở này nó nằm, nó được nhiếp ở trong ba quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thì nó có cái sự tương quan giữa thức quẩn với thọ tưởng hành quẩn. Thì ở trong Diệu Pháp nói rõ, sẽ nói rõ cái này. Và sự diễn trình của tâm thức, tức là diễn trình của tâm và tâm sở. Rồi lại nói đến cái sự liên quan giữa danh pháp và sắc pháp. Danh pháp ở đây tức là tâm tâm sở, còn sắc pháp ở đây tức là chỉ cho vật chất. Nó có sự liên quan nhau. Và trình bày về tâm thức, ở trong đó nó có 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 52 tâm quả và 20 tâm tố hay là tâm duy tác. Thì đi ra tổng cộng là 121 tâm. Nhưng nếu kể tính theo hẹp đó, thì chỉ có 89, bởi cái tâm siêu thế thực ra trong chánh tạng Dhammasangani thì tâm siêu thế chỉ có 8 loại, 8 thứ tâm thôi. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thuộc về Maccacitta là tâm đạo. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Là bốn tâm. Như vậy thì đạo quả siêu thế gồm có tám tâm, tức là chỉ cho đạo tu đà quần, quả tu đà quần, đạo tư đà hàm quả tư đà hàm, đạo a la hán, đạo a la hàm quả a la hàm, đạo a la quả a la hán. Còn nếu mà nói tính rộng đó thì tính 40 là như thế này. Sơ đạo hay là tu đồ quần đạo thì tính theo năm bậc thiền mà vị hành giả chứng, đã chứng trước khi đắc đạo quả, tức là có Phật đắc sơ thiền sắc giới rồi đắc đạo quả, đắc nhị thiền rồi đắc đạo quả, đắc tam thiền rồi đắc đạo quả, đắc tứ thiền sắc giới rồi đắc đạo quả, đắc cửu thiền sắc giới rồi đắc đạo quả. Thì như vậy năm nhân cho 8 loại tâm thì
nó thành ra 40. Còn nói đến cái nếu mà chúng ta phân tích nữa thì chúng ta chi tiết đi vào trong cái bài học. Còn ở đây chúng ta nói trên phương diện tổng quan thì ở đây vi diệu pháp trình bày và phân tích chia sẻ về pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi ở đây tức là chỉ cho năm uẩn, pháp vô vi chỉ cho niết bàn. Cho nên khi mà chúng ta học vi diệu pháp á, chúng ta sẽ biết rõ thân này gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và chúng ta học viên pháp đó, là chúng ta thấy rõ năm quẩn đó nó được hình thành do duyên của các pháp khác, cho nên cái lý vô ngã nó nằm ở chỗ đó. Và năm quẩn này dầu sắc hay là danh, nó cũng đều là vô thường biến hoại, có sự sanh diệt. Cho nên một người học vi diệu pháp á, khi mà nhìn lại cái thân này là người ta phân tích chia sẻ ra ta sẽ không có cái sự chấp thủ. Chúng sanh ở trong đời vì không hiểu được cái thân ngũ quẩn là gì, danh sắc là gì, pháp hữu vi là gì, mới không thấy được cái đặc tính vô thường, khổ đau, vô ngã của pháp hữu vi đó, mới chấp là ta là của ta, là tự ngã của ta. Và khi chấp bản ngã đi kèm như vậy, cho nên chúng sanh nó trở thành hung ác, tức là họ hiếp đáp người khác thì được, nhưng mà hãy người khác mắng chửi lại, đánh đập lại họ thì họ sẽ bất mãn, họ sẽ phẫn nộ. Hoặc như khi gặp cái gì hấp dẫn thì họ khởi lên tâm tham, vân vân. Thì chúng sanh vì không biết rõ cho nên không có nhàm chán cái thân này, mà họ bám chấp cái thân này, mặc dù cho đến cái lúc già nua rồi, cái thân thể xấu xí đi, mà họ cũng chấp vì không ai đụng đến cái ta được. Hễ mà ai xúc phạm đến cái ta, cho là ta là tự ngã của ta đó, ai xúc phạm đến thì họ sẽ phản kháng, phân vân. Cho nên học vi diệu pháp đó, để giúp cho chúng ta tu tập theo cách mà Đức Phật đã dạy cho
tôn giả Rahula là tu tập giống như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Cho nên học viên dược pháp nó có những cái lợi ích, thưa quý vị. Đức Phật càng thường thí dụ về cái người đồ tể họ xẻ thịt, họ phân loại. Đây là nạc, đây là mỡ, đây là cái đầu, đây là cái chân, đây là cái đuôi, đây là tim, đây là phổi, đây là bao tử, vân vân. Chúng ta vừa pháp luôn nè, chúng ta có thể phân tích được. Bây giờ chúng ta lại nói qua cái chương thứ, xem như là cái chương đầu tiên mà chúng ta nói, đúng ra nó là cái chương thứ hai trong cái bài học, là chúng ta nói qua cái tâm thức. Cũng trong Thanh Tịnh Đạo dạy nghĩa chữ tâm, chữ tá, chữ ý, bánh đá và chữ thức quy nhân á. Kỳ thật thì tâm, ý và thức nó đồng nghĩa, nó chỉ khác từ gọi thôi, đồng nghĩa. Nhưng mà tùy theo cái ngữ cảnh mà mình nói, có chỗ thì cái chỗ đó thì chúng ta phải dịch là phải xài là tâm. Còn cái còn có chỗ, có trường hợp thì chúng ta phải dịch là ý, có chỗ chúng ta dịch là thức, nó tùy. Nhưng mà tâm nó chỉ có nghĩa là aramanang chintititi chittang, tức là trạng thái biết cảnh. Tất nhiên bây giờ chúng ta chưa học về những cái thuộc tánh của tâm, chúng ta định nghĩa tâm tức là sự biết cảnh. Nhưng trên thực tế thì khi nào một mình thức quẩn chưa có biết cảnh được, mà phải có sự phối hợp của thọ tưởng hành quẩn, thì như vậy mới tạo ra một cái tâm, một cái chích tắc. Và khi tạo ra tâm thì chúng ta phải hiểu đó là bốn thành phần.
bất khả ly của danh pháp cũng vì tâm này nếu mà chúng ta nói theo biểu đồ hay là chúng ta nói theo cái địa vực thì nó gồm có 12 cái tâm dục giới. Năm mươi bốn tâm bất thiện, 54 tâm dục giới, nó gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 24 tâm quả, 23 tâm quả. Có 11 tâm quốc, chỉ vậy thôi. Còn khi chúng ta nói đến địa vực, tâm mà nói theo cái địa vực sắc giới thì nó có 15 tâm. 15 tâm này nó chỉ thuộc về phạm trù thiện và vũ khí, quả vũ khí tố. Năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới. Nói đến tâm vô sắc giới, theo cái địa vực vô sắc giới, thì có bốn tâm thiện, bốn tâm quả, bốn tâm tố vô sắc giới. Tâm siêu thế thì chỉ có tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo, và tâm quả siêu thế. Ở đây trong bộ pháp tụ, tâm đạo được gọi là tâm thiện siêu thế, Lokuttara, Kuttara Citta. Thì như vậy, trong bốn cái địa phức này, mà chia theo tính, thì chúng ta phân như thế này. Dục giới thì nó có bốn. Nó có bốn cái tính, có bốn cái tính tâm, có bốn cái đặc tính của tâm, hay bốn giống tâm, tức là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tố. Cái tâm sắc giới, vô sắc giới thì chỉ có ba giống tâm thôi, tức là cái giống thiện, giống quả và giống tố. Còn về cái tâm siêu thế thì nó chỉ có hai giống tâm, thiện và quả mà thôi.
đó là chúng ta nói về, nói tổng quát về về tâm thức, chia thành bốn biện phước với ba giống là như vậy. Còn khi mà chúng ta nói theo cái biểu đồ thì ở đây lúc cậy ra chúng tôi bị đuối sức, ở ngày chúng tôi làm việc mất ăn mất ngủ, cho nên tối về chúng tôi cảm thấy đúng. Chắc có lẽ là xin thỉnh thượng tọa giáo đẳng quan hỷ phụ tiết trong cái ngày giảng vi diệu pháp, thì nếu mà ngày thứ năm mà thượng tọa giảng tiếp thì ngày chủ nhật thì chúng tôi sẽ cố gắng để chúng tôi tiếp với thượng tọa, cũng như bây giờ thì hai vị giải được, tôi một mình mà chúng tôi nói một tiếng rưỡi đồng hồ thì mệt quá. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà nói đến tâm thức, chúng ta nói theo bốn cái địa phước, tức là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Thì cái tâm dục giới là những cái tâm chuyên môn biết cảnh dục, sắc thinh khí vị xúc. Ngoài ra thì cái tâm giới đó nó cũng biết được cảnh pháp nhưng bất định. Và vì vậy cái tâm dục giới đó, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì tâm tham và tâm si đó, nó vẫn có mặt ở trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới, còn phạm thiên. Còn phạm thiên khi mà đời sống bình nhật và các vị đó sử dụng tâm thiện thì vẫn là thiện dục giới. Cho nên chính ý nghĩa này mà chúng ta không có định nghĩa tâm dục giới là những cái tâm ở trong cái khổ dục, mà có những tâm này nó cũng có mặt ở trong khổ của sắc, của khu sắc. Còn gọi là tâm sắc giới là tại vì những cái tâm nó thuộc lĩnh vực thiền sắc giới, hoặc là
vì những tâm này nó còn sanh khởi, ở trong cõi mà hữu sắc, trong cõi phạm thi mà hữu sắc nên gọi là tâm tâm sắc giới. Còn tâm vô sắc giới á, là những tâm thiện chứng với bốn điểm vô sắc, không viên xước thức vô viên, vô sở hữu và phi tưởng phi tưởng, mà gọi là tâm sắc giới thì cũng có nghĩa là những cái tâm thiện chứng này đã đạt đến mục đích, tức là cõi phạm thiên vô sắc. Có lẽ bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa giác tăng tiếp sức cho cái phần còn lại về nói về tâm thức. Thượng tọa muốn giải thích theo cái cách nào cũng được, xin thỉnh thượng tọa. Xin truyền thưa tập thầy siêu, bác sĩ Thông Đức và thư quý Phật tử, chúng ta trở lại về giáo trình của tâm pháp học. Thứ nhất thì người học nên có một cái nhìn chung chung là, giả sử như chúng tôi dẫn một phái đoàn đi hành hương sang Ấn Độ, trên đường trở về ghé Thái Lan rồi ghé Nhật Bản. Thì bây giờ khi chúng tôi trở về Mỹ gặp lại những Phật tử khác ở chùa, thì khi mà họ muốn được nghe kể về chuyến đi đó, thì chúng ta có nhiều cách để kể đó. Ví dụ như mình kể theo cái trình tự: đầu tiên mình đặt chân đến Thái Lan, từ Thái Lan đi thăm viếng rồi làm phước, rồi đi qua Ấn Độ, Ấn Độ trở về Thái Lan, đi qua Nhật Bản, vân vân, tức theo cái thứ tự của thời gian. Và cũng có thể chúng ta kể là ban đầu mình để những cái thánh tích mà mình đi thăm viếng trong chuyến này, mình đản sanh thành đạo, chứng pháp luân, niết bàn của Đức Phật. Rồi sau đó chúng ta kể những nơi mà chúng ta đến gọi là danh lam thắng cảnh, thì chúng ta kể đến những nơi mình làm phước, kể những nơi mà chúng ta chỉ đến thăm viếng thôi, vì đó là cảnh đẹp thôi. Ví dụ như vậy. Thì thưa quý vị, đối với một người đã đi trên hành trình đó đó, thì ngắt ra một đoạn nào kể cũng được. Nhưng mà cái người nghe đó, tùy theo mỗi người, có thể là chúng ta sẽ bối rối, tại vì khi mà lặp lại thì nó không có đầu, không có đuôi. Đây là vấn đề. Chúng ta không có hình dung ra được cái lộ trình như thế nào. Vì vậy, một vấn đề mà đa số những người học đó là chúng ta phải học từng mảng, và chúng ta phải từ từ kết nối những mảng lại với nhau. Chúng tôi biết là trong cách dạy hồi xưa, thưa quý vị, hồi xưa giải sử như là có nhiều vị dạy bắt đầu vô ngày đầu tiên dạy về tâm tham, về tâm thân, tâm si, rồi tâm nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức. Lúc mà mình học nghe là lạ, nhưng mà về sau này đó thì chúng ta học lâu rồi, các vị dạy giống như là nhìn cái, ăn cái bánh, ăn cái viền ngoài trước, ăn từ từ xuống. Thì khi mà các vị dạy theo bản nêu á, cái biểu đồ chư pháp và cái biểu đồ mà ngày thực sự về ấy, về cái bị gấp cái ốc bên đây, cái bị giảng về tâm tham, rồi tâm sân, tâm si, rồi tâm vô nhân, vân vân, thì đó cũng là một cách học. Nhưng mà nhiều khi mình học rất lâu thì
chúng ta mới có một cái khái niệm là Abhidhamma nói cái gì. Rồi, chúng tôi xưa ở tại đây đó là nói về tổng quan đó, thì phải nhận là thắng pháp Abhidhamma đưa cho chúng ta một cái nhìn tổng quan rất là rộng. Nhưng mà cái điểm khởi phát mình bắt đầu từ điểm nào đó, nó tùy vào cái người hướng dẫn. Và đôi khi ngay cả người hướng dẫn đó, thì cũng giảng có tất cách rời rạc, nghĩa là ưng đoạn nào thì giảng đoạn đó. Cái vấn đề đó tạo nên cho người ta nhức đầu là tại sao cái tâm dạy về những cái tâm như là kháng ngũ môn, kháng ý môn nằm chỗ này mà không nằm chỗ kia, tại sao không nằm trước hay không nằm sau, đó là vấn đề. Một điểm thứ hai mà khi học về thắng pháp Abhidhamma đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng môn này đặc biệt đề cập một cách rất là sâu rộng về tâm và về tâm thức. Và với cái tâm thức này thì chúng tôi có thể nói rằng hết 8 phần 10 giá trị của tâm là nói về tâm. Và quý vị sẽ thấy rằng nói về vật chất nó không có nhiều giống như phần tâm pháp. Đây cũng là một điểm mà về lâu về dài chúng ta sẽ hiểu nó như thế nào. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như khi chúng ta sống đời sống hàng ngày thì cái ăn, cái ngủ, những cái sinh hoạt về vật chất đối với chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta sẽ nói tràn ra đại hải về những cái đồ xài trong nhà bếp, hay là chúng ta nói rất nhiều về chiếc xe của mình. Nhưng mà khi chúng ta vào trong trường thiền thì cái tiện nghi ăn ở chỉ được đề cập nhắc nhở một đoạn rất ngắn, mà phần lớn thì nói về đời sống nội tâm, làm thế nào để cho tâm được an lạc, làm thế nào tâm được nhẫn nại, vân vân. Và do vì cái thế giới mà chúng ta thường nhìn trong đời sống hàng ngày, quý vị, đó là thế giới của vật thể, hay thế của vật chất. Còn cái tổng tâm của Abhidhamma thì giảng nhiều về tâm thể hay là về tâm thức. Do vậy, nếu quý Phật tử đi vào thắng pháp Abhidhamma mà chúng ta qua cái nhìn khách quan thì phải nhận ra đây là một cái môn học mà qua đó đề cập đến rất nhiều về tâm thức, một cái cảnh giới rất là trừu tượng so với đa số chúng ta. Điều thứ ba quý vị chúng tôi muốn nói ở tại đây là khi mình học Abhidhamma thì người học nên chú ý và đặt câu hỏi rằng tại sao. Và ví dụ như chúng ta nói rằng một tâm nó đi với bao nhiêu thuộc tánh, và ngược lại một thuộc tánh đi với bao nhiêu tâm. Ví dụ như là tâm tứ thắng giải cần hỷ dục, đó là một ở trong những cái thuộc tánh tại tha, nhưng mà cũng là bị cảnh, thì nó đi với bao nhiêu tâm, và tâm nào đi với bao nhiêu thuộc tánh. Có khi có những tâm nó không có tầm, có những tâm có tầm. Thì chính mà một hành giả, một con người học mà phải nêu ra là tại sao. Tại sao, cái tại sao này quan trọng lắm. Cũng như mình học về giáo lý duyên khởi, đây là vô minh, đây là hành. Thì định nghĩa vô minh là hành là dễ. Nhưng mà tại sao vô minh duyên cho hành, mà tại sao vô minh không duyên cho thích? Thì cái câu mà chúng ta phải đặt ra là chỗ đó, tức là cái sự tương quan giữa pháp này và pháp kia. Về điểm này thì thắng pháp Abhidhamma cho chúng ta rất là nhiều những cái lời giải thích đặc biệt rất là tinh tế. Đa số những người mà tự học thì hơi bị thiếu về điểm này. Và thiếu về điểm này chúng tôi nói như vậy là thông thường á, người học họ có thể lấy được một cái tâm như tâm nhận thức. Thì tâm nhận thức có bao nhiêu thuộc tánh, lý thức có bao nhiêu thuộc tánh, rồi tâm đại thiền dục giới tịnh hảo có bao nhiêu thuộc tánh, thì mình học mình nhớ. Đó là trong sách.
Nhưng một câu giảng là tại sao có cái này mà không có cái kia, thường thì chúng ta rất ít khi tìm thấy ở trong các giáo trình khác. Giáo trình này thì chúng tôi sẽ ghi chú phần đó cho quý vị, nhưng mà giáo trình khác thì không có. Nếu mà thường những người học thắng pháp á, cần tìm cái lời giải từ những người hướng dẫn. Và đó là lý do tại sao mà những người tự học có rất là khó học. Người ta chỉ ghi nhận những con số mà không đưa ra lời giải thích để người ta hiểu rõ là tại sao pháp này nó tương quan với pháp kia và pháp kia không tương quan với pháp đó. Cái lời giải thích đó đó nó rất cần để khi chúng ta đi vào thắng pháp. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến một điểm khác. Vì một điểm mà các vị giảng sư đôi khi cũng giải lúc qua, và đối với người học thì cần phải để ý nhiều. Như chúng tôi nói rằng môn học thắng pháp là môn học đi vào cái tính chất gọi là bí môn. Bí môn tức là chúng ta đi vào những cái ly chi, như là mình nói về thuốc, nói về những cái hoạt chất của thuốc chẳng hạn, hay mình nói về những cái hiện tượng vật chất mà chúng ta thấy, chúng ta nói qua cái nói của môn khoa học thì nó khác biệt. Thì ở trong thắng pháp đặc biệt là có một phần mà người học thường hay bỏ quên, đó là phần nói về phạm trù. Dạ, nói về phạm trù ở chúng ta chúng ta gọi là category ở đây đó là ví dụ như cũng thời tâm, nhưng mà có tâm nó thuộc về cái nhóm thuộc về nhân, có tâm thuộc về quả, có tâm thuộc về phi nhân phi quả. Tâm thuộc về nhân tức là có tâm nó tạo ra cái tâm quả, có những cái tâm đó là tâm quả tạo ra bởi cái nhân, và có những tâm nó không nằm ở nhân quả. Và có những tâm nó thuộc về nội phần, có những tâm thuộc về ngoại phần, có những tâm thuộc về nội ngoại phần, có những tâm biết cảnh nội phần, có những tâm biết cảnh ngoại phần, có những tâm biết cảnh nội ngoại phần. Thì những cái phạm trù như vậy đó rất là quan trọng để chúng ta dựa trên cái cơ sở đó mà tạo thành một cái bức ảnh chung về của Atidam. Những phạm trù này được nói nhiều ở trong cái bộ gọi là Thomas Sankini, chúng ta gọi là bộ chư pháp tập yếu, hay là bộ pháp tập. Thì cách hiểu này đó nó cần chúng ta có một số cái khả năng để phân loại. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong thư viện chúng ta có 10.000 quyển sách. Ở trong 10.000 sách đó thì với một người bình thường chất sách lên là chất sách thôi, nhưng với một người mà có cái trình độ tổng quát khá đó thì họ có khả năng phân loại. Ví dụ như đây là Phật học, đây là sách về thường thức. Ở trong thường thức thì có về địa lý, về sử ký, về văn học, chính trị, vân vân. Sự phân loại có những loại sách về ngôn ngữ, đây là từ điển, đây là ngữ pháp. Có những loại sách mà có tất cả về kỹ thuật, như là dạy về cách học computer, học làm cái gì đó. Sự phân loại như vậy đó nó rất có lợi cho người học, hơn là ngồi một thư viện có 10.000 quyển sách mà không có một sự phân loại nào hết. Dạ, chính cái sự phân loại đó đó nó có cái tương đối thôi. Thí dụ như một quyển sách đó có khi nó nằm ở trong sử ký mà cũng có, và địa lý cũng có. Hồi xưa trước Bạch Lâm á, chúng tôi nhớ là có cái quyển sách của Bình Minh đó, tức là ví dụ nói là Mỹ Tho xưa và nay, Vĩnh Long xưa và nay, thì những bộ sách đó nó là một kết hợp giữa giữa địa lý, sử ký và nhân văn, nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà bắt buộc là khi mà đặt vào trong thư viện đó, thì chúng ta phải phân loại, và cái sự phân vào các thể loại đó nó giúp cho chúng ta có một cái khái niệm tổng quát là quyển sách đó nên đặt ở vị trí nào và khi nào cần chúng ta tìm ra.
thì cái sự phân loại của các tâm ở trong những cái phạm trù đó nó rất là cần thiết. Và điều này đó chúng ta gọi là những Madhika ở trong Abhidhamma. Chúng tôi nhắc quý vị một điểm là thường những người học hay bỏ qua phần này. Dạ, bỏ qua phần này. Nó giống trường hợp là mình ra ngoài mình chơi gặp người nào tay bắt mặt mừng thôi. Mình không cần biết người đó thuộc thành phần nào, thuộc về thành phần về văn học, về võ học, về chính trị, về văn hóa, về này kia mình không cần biết. Tức là người đó đọc tạo như chọc thì cũng gọi là cũng biết vậy. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng cuộc sống ta có những người đó mà chúng ta qua lại giao thiệp để cho công ăn việc làm. Có những người mình giao thiệp để lúc hữu sự chúng ta hỏi vấn đề giấy tờ, hay là nó tức là không phải là người nào cũng giống nhau. Gặp người thì người đó, nhưng mà mỗi người họ thuộc về cái giới nào đó, cái đó cũng cần đó. Riêng về có điểm này thì chúng tôi muốn lưu ý tại đây là ngài Narada ngài nói rằng nếu người nào mà tìm vào môn Abhidhamma, thắng pháp Abhidhamma, xem đó là một cái môn tâm lý học theo cái hình thức của tâm lý học Tây phương thì người đó sẽ thất vọng. Ở trong tâm lý học Tây phương mà chúng ta gọi là môn psychology, là thường dịch là phân tâm lý học, thì ở đây người ta thường nói đến những cái therapy, những phương pháp trị liệu, những cái phương pháp trị liệu thì điều này không có người ta sẽ thất vọng, tại vì trong Abhidhamma thì điều này nó hơi khác với trong kinh tạng một chút. Ở trong kinh tạng ví dụ như là chúng ta có cái sự tham đắm thì chúng ta nên niệm Phật quán về bất tịnh, nếu chúng ta có tâm sân thì chúng ta niệm về tâm từ. Thì những lời khuyên cho đời sống thường thức đó không phải là cái nét chính của Abhidhamma. Abhidhamma của thắng pháp Abhidhamma không nói như vậy. Thắng pháp Abhidhamma nói rằng đây là tâm sân. Tâm sân có những cái thuộc tánh này, ví dụ như sân, tật, lận, hối. Và những cái tâm sở nào, những thuộc tánh nào đi chung với tâm sân. Và tâm sân có cho quả nào thì có một cái sự phân tích, có sự phân tích. Và từ cái hiểu đó đưa vào ứng dụng nó là một chuyện khác hoàn, ứng dụng sai khác. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người mà học về dược, người đó có thể nhớ được là cái vị thuốc này, cái cây này nó có những cái tánh dược này, cây kia cái tánh dược kia. Nhưng mà khi cho người bệnh uống đó, mà biết cái căn bệnh, biết cái thể chất và biết cái bệnh lý của người đó để hút thuốc thì nó cần đến ông thầy thuốc. Bởi vì chúng ta mới chia ra là có dược sĩ riêng và bác sĩ riêng. Một ông dược sĩ rất là giỏi về thuốc nhưng không nhất thiết là ông dược sĩ đó nên hút thuốc cho người bệnh. Dĩ nhiên là quý vị nghe điều này cũng hơi lạ, là tại vì chúng tôi hồi còn nhỏ đó nhớ là có nhiều khi ra thiệu thuốc tây gặp dược sĩ hay gặp phụ tá dược sĩ mình nói rằng mình nhức đầu nóng lạnh tiêu chảy thì họ đưa thuốc mình uống thôi. Thì hồi nhỏ chúng tôi cứ lầm lẫn là những người đó là thầy thuốc, nhưng mà kỳ thật là dược sĩ là thuốc, dược sĩ là khác mà y sĩ bác sĩ là khác. Những vị bác sĩ đó họ học thuốc có tất cả là ứng dụng, còn dược sĩ thì họ học thuốc về chuyên ngành. Và nếu mà vị dược sĩ mà cho thuốc phải rất là cẩn thận. Ở Mỹ thì cái biết của các vị dược sĩ đó, mà có thể là biết đó là loại trụ sinh, những loại nào nó có hại về cho này kia, nhưng mà rồi dược sĩ mà đem đi chữa bệnh thì không đúng. Thì chúng tôi nói rằng cái môn học Abhidhamma nó cứ giống như chúng ta học về dược, và trong kinh tạng thì giống như học về bác sĩ đi chữa bệnh, để chữa bệnh vậy đó. Hai cái ngành nó khác nhau. Thì nó đừng nghĩ là học Abhidhamma để tìm những cái phương pháp trị liệu, phương pháp trị liệu về tâm lý, người ta sẽ thất vọng. Và thứ vì cũng một điểm khác mà ngày Na ra ngày thường hay nêu ra, và có một số vị ngày nay cũng có một cái nhìn ngược lại, đó chữ triết học. Abhidhamma không phải là một môn triết học. Chữ philosophy ở trong ngôn ngữ Tây phương có nghĩa là sự yêu thích và trí tuệ.
Abhidhamma không phải là đưa chúng ta vào thế giới của tư duy, của bề ngực. Abhidhamma có nhiều khi chỉ là sự ghi nhận, và sự ghi nhận đó rất là đơn thuần là ghi nhận. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, nói về tâm khám ngũ môn, khám y môn, hay tâm quan sát biết thôi. Nó có chuyện gì triết lý ở đó. Nó đơn giản là những cái cơ năng của tâm, và những cái cơ năng đó nó là việc giống như cái mà chúng ta gọi là mechanism. Chỉ cơ năng mechanism ở đây là giả sử như quý vị nhìn vào bộ óc, một cái bộ máy, quý vị thấy một con tán, quý vị thấy một sợi dây, nó có một cái công việc của nó để vào trong đó. Nó có chuyện gì mà phải triết lý về chuyện đó hết. Dạ, nó có triết lý về chuyện đó, tại vì nó là như vậy đó. Dạ, nó là như vậy thì nó phải là như vậy thôi. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói rằng Abhidhamma là một môn tâm lý, cũng là một sự gượng gạo, mà chúng nói Abhidhamma là một môn lý, cũng là gượng gạo. Ngài Nara, Ngài thường nói về luận điểm này. Ngài hỏi trong hỏi Phật giáo triết học không? Tại vì trong thế giới triết học đó, nó là một sự thỏa mãn tri thức. Abhidhamma không có cái mục đích như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một việc khác trong cái giáo trình Abhidhamma, là một điểm mà người học cần phải làm, và ngay cả những vị hướng dẫn cũng phải làm, đó là cái chuyện mà xào đi xào lại. Chúng ta học về tâm, về thuộc tính của tâm, về cái sự kết hợp giữa tâm và các thuộc tính, rồi chúng ta lại đi qua những phần khác, rồi cuối cùng ta học tới duyên hệ. Nhưng mà không có nghĩa là mình học xong rồi hết chuyện. Nó không có nghĩa là học xong, ôi tôi đã học xong phần đó rồi không hết chuyện. Mà rất là nhiều lần chúng ta phải trở lại những cái cũ để lượm lại những cái cũ, và để giảng cái mới. Ví dụ như chúng ta giảng về duyên hệ, và chúng ta giảng về duyên hệ. Thì ở trong cái việc giảng về duyên hệ đó, thì thưa quý vị, lúc bây giờ lại một lần nữa chúng ta tìm thấy một cái câu trả lời cho những tương quan. Tại sao tâm này đi với thuộc tánh kia? Tại sao thuộc tánh kia đi với tâm này? Tại sao sắc pháp này nó lại hiện ra, nó là sắc tâm, là sắc nghiệp, vân vân. Thì tức là khi mà mình học, mình cứ phải trở đi trở lại. Không phải là mình học như vậy để mình chậm, nhưng mà đó là cái tính cách học của Abhidhamma. Tương tự như khi mình học tiếng Anh chẳng hạn, học tiếng Anh thì thời gian đầu mình vào, họ dạy cho mình vỡ lòng một vài câu rồi dạy về văn phạm. Và nhiều khi mình học về văn phạm á, học thì ghi nhận như vậy thôi. Nhưng mà tới khi sau này mình đã nói thạo rồi, đã có thể biết được rồi, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng phải rà soát về mặt văn phạm, phải trở lại. Và phải trở lại để tìm những cái nguyên tắc về ngữ pháp. Bảo rằng một cái người mà biết tiếng Anh, nói tiếng Anh thạo rồi mà không cần đến ngữ pháp mà qua rồi, không phải như vậy. Chúng ta vẫn xài đến ngữ pháp đó. Mặc dù ngữ pháp được dạy từ giai đoạn đầu tiên, nhưng mà tới khi mà chúng ta viết văn thì chúng ta vẫn cần. Tại vì đôi lúc nó có những cái tinh sát của nó mà rất là cần. Thì tương tự như vậy, một điều rất là bình thường là chúng tôi nhớ có một vị hồi nhỏ học về bản lưu chi pháp á, vị này có nêu một câu hỏi cho sư trưởng, nói rằng như vậy là học hết bản lưu này, tức là mình học hết vị pháp phải không? Thì sư trưởng cười, sư trưởng nói là thấy bản lưu chỉ bao nhiêu thôi, bản lưu chi pháp tức là bản đồ chi pháp á, cái bản đồ chỉ bao nhiêu thôi, nhưng mà mình đi tới đi lui, dậm tới dậm lui bao nhiêu là cũng không hết. Tại vì vị này nghĩ rằng trên này thí dụ như tâm có 121, thuộc tánh có 52, sắc có 28, niết bàn có 1, pháp tục đế, pháp chế định có 13, ô mình học hết rất là xong rồi. Phải như vậy, cũng chừng đó mà mình nói rất nhiều lần. Thí dụ như là quý Phật tử học về nấu ăn, những nguyên liệu thì không có nhiều, nguyên liệu thì chúng ta nói là vài chục vài trăm thứ, đây là bột, đây là đường, đây là đá dứa, đây là bột nêm, vân vân. Không phải là nó vô tận, nhưng mà chừng đó mà nếu chúng ta xào đi nấu lại, nó có bao nhiêu là món, có thể là cái danh sách nó dài bất tận. Tại vì sao vậy?
Tại vì cái quan trọng là cái cách xào nấu. Nhưng mà ban đầu thì mình nhìn thấy nó bao nhiêu hết, dạ, mấy chục thứ như vậy thôi. Nhưng cái này ráp cái kia nó ra cái nọ, thì cũng tương tự như vậy. Trong cái biểu đồ chư pháp đó, không phải là mình học qua mình hiểu hết, mình nắm hết. Đây là bốn pháp chân đế, đây là hai pháp tục đế, như vậy là sống, chưa sống đâu. Mà vì cái chuyện mà về lâu về dài của chúng ta học về tâm, về sắc, về hữu vi, vô vi, về tục đế, chân đế đó, nó lại tạo thành một cái cơ sở để chúng ta kết hợp ra nhiều phạm trù khác. Và những điều này đó có thể nói là nó mênh mông vô tận. Thật ra về điểm này chúng ta phải rất là cẩn thận. Và cũng nói về giáo trình của Thắng Pháp, thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng rất là khác biệt với những môn học khác. Những môn học khác thì chúng ta có một cái sự hợp lý ở cái cách sắp xếp về giáo trình, và sao cho nó gãy gọn, nó cân xứng. Và ở trong Thắng Pháp thì thật ra đôi khi nó không có cái gọi là cân xứng. Dạ, cái gọi là cân xứng, chúng tôi nói xứng đầu tiên hồi nãy đã nói rồi, đó là cái phần tâm thì nói rất nhiều, phần sắc thì nói không nhiều. Và thậm chí có nhiều vị học về pháp chân đế thì học rất là nhiều về tục đế, các vị giảng có bài học thôi, nó không có cân xứng. Hay hoặc giả là có những vị mà học giáo lý Dương Khởi ở trong tạng kinh á, thì chúng ta học tương đối nhanh, nhưng mà tạng giáo lý Dương Khởi mà trong Abhidhamma thì đưa chúng ta vào một cái cảnh giới mà nó ly chi từ trước quá khứ, hiện tại, vị lai, nó trở thành trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà cả 12 Dương Khởi sanh khởi. Thì mình nghe rất lạ, và nghe rất là lạ, nhưng mà không cái khái niệm mà về không gian, về thời gian, cái khái niệm mà về hoặc lớn hoặc nhỏ, cái này nó cân xứng cái kia, đôi khi nó không được áp dụng ở tại đây. Về điểm này thì chúng tôi cũng phải lấy một cái thí dụ là chúng ta sống thì có rất là nhiều cái lời dạy của nhà trường, của cha mẹ, ông bà, của những người bạn thân. Nhưng mà nhiều khi mình thành đạt được chỉ nhờ một câu nói. Dạ. Một câu nói người nào đó nói làm cho mình thành đạt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình nói như vậy thì cuộc sống mình chỉ biết ơn có một người, nhờ có một người, nhờ có một câu nói. Dạ. Đúng rằng nhờ một câu nói cũng đúng lúc đó, khiến cho chúng ta thay đổi đời sống và chúng ta thành đạt. Nhưng mà để thành đạt như vậy thì ngoài câu nói đó còn có những yếu tố khác. Và những yếu tố đó nó cũng liên hệ đến cha, đến mẹ mình, đến nền giáo dục của mình. Vì vậy nếu mà người nào không có khéo và không có nhận thức một cách toàn diện đó, thì nói rằng tôi thành công chỉ nhờ câu nói này, chỉ nhờ người này, và chúng ta quên rằng ngay cả cái thân mà chúng ta lớn lên, ngoài thì nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng xã hội còn nhiều thứ, chứ khoan nói đến là một cái sự thành công gì. Vì vậy trong cái việc biên soạn một giáo trình đó, mà chúng ta tìm cái sự cân xứng, nhiều khi nó rất là khó. Dạ, nó rất là khó chứ nó không có đơn giản. Vị nào mà học Thắng Pháp đó, thì đôi khi cũng cảm thấy là cái cách giảng dạy giống như đầu voi đuôi chuột. Tại sao về dạy về tâm á, thì rất là nhiều, mà dạy về sắc rất là ngắn, dạy về hữu vi thì nhiều, mà dạy về vô vi chỉ một bài, mà dạy về chân đế thì mênh mông, mà dạy về tục đế thì ngắn. Nó không có cái chứng nào hết. Ra, trong những trường hợp đó thì khoan có một cái thái độ như thế này thế khác, mà chỉ cười và cứ học. Dần dà rồi thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái lời giải. Và thứ gì một khía cạnh sau cùng chúng tôi muốn đề cập ở trong bài ngày hôm nay đó là chúng ta đi vào trong giáo trình, chúng tôi bắt buộc phải thay đổi một chút về một số cái chữ dịch. Phải nói một điều rằng có những khái niệm mà trong Abhidhamma không có ở trong môn học khác. Thật ra cái người dạy và cũng giống như viên soạn giáo trình
đôi khi phải đắn đo rất nhiều để sử dụng. Lấy một cái ví dụ, hồi nãy thì còn người sư có nhắc đến chữ chữ linh tinh, những tục linh đắc cát. Thưa vị, khi mà chúng ta soạn giáo trình thường là chữ linh tinh là chúng ta để vào một chót, rồi sau cùng học đang học mới có một phần ba lớp học, một phần ba giáo trình đã đưa vào một linh tinh rồi. Thì điều đó linh tinh không phải những điều tạp nhập, dạ, linh tinh phải tạp vào. Và các vị chưa tìm ra một cái chữ gì mà nó để nói chung như vậy là các vị đặt vào linh tinh. Hay hoặc giả là ở trong biên soạn giáo trình ngày Bức Thất Khô Xá, ngày có xin là Anuruddha giảng lộ tâm, xong rồi cái phần khác á, mà nó nằm nó không liên quan đến lộ tâm thì ngày gọi đó là phi lộ, dạ, phi lộ tức là không phải lộ tâm, dạ. Thì chúng ta mới nghe phần phi lộ cái chữ đúng lạ rồi, thường là phi lộ là lời tựa, hay là phi lộ là một cái tức là mình nếu không phải lộ tâm tại sao lại dùng cái chữ kiểu như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong đó thì chúng ta thấy rằng thì đó là những cái phần mà phải kể riêng, và phải kể riêng không kể cho cái lộ tâm được gọi là phần phi lộ. Thì đó là một vài điểm mà buồn cười khi chúng ta đi vào giáo trình môn học này. Thật ra thì tất cả các vị học về các vị hướng dẫn về áo vi thâm đó đều có cái ý kiến riêng. Ý kiến riêng của mình là môn nào dạy trước, môn nào dạy sau, cái nào nói trước nói sau. Hôm nay chúng tôi có để tôi minh họa một hình ảnh, và quý vị đọc trong hình ảnh quý vị đừng đọc là tốt, cứ nhìn sơ qua thôi thì thấy cái sự chia sẻ đôi khi nó làm chúng ta rối lên, dạ, đôi khi làm rối, nhưng mà thật ra nó không phải như vậy. Chính những cái diagram, những biểu đồ như vậy đó, nó giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát. Nhưng mà thời gian đầu thì nó hơi lạ, và cái lạ lẫm này không nên là điều gì đó mà quý vị cảm thấy rằng phải băn khoăn, mà cứ tiếp tục. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ học với ngài Trinh Sử và với sư trưởng, chúng tôi học thời gian chúng tôi không còn nhớ mình đang học ở đâu nữa, dạ, không còn nhớ học chỗ nào. Ngài Trinh Sử, thưa quý vị, khi mà ngài giảng, ngài cứ nhớ đến đoạn nào đó, ngài lôi ra ngài giảng thôi. Là ngày giảng rồi mình phải tự mân mò coi cái phần đó nằm ở tại đâu. Ví dụ như ngài đang ăn cơm, rồi ngài biểu là lát nữa ngài sẽ nói về toàn phi tạp xứ, và chúng tôi cũng chẳng bao giờ nghe ngài sắp xếp trước. Và rồi dạ xong, tới ăn cơm xong, rửa chén xong, chạy lên gặp ngài thì ngài giảng một hơi, thì mình phải ngồi lắng tai nghe một hồi thì mới hiểu là cái chỗ nói ở chỗ nào. Nhưng mà đó là một cách học rất là thú vị. Và cuộc đời này nó không có cái trật tự như chúng ta nghĩ. Có một người nào đến chùa Pháp Luân, thí dụ chỉ đang ở Việt Nam qua, mà chúng tôi nói về thành phố Houston, mà bảo rằng chúng tôi nói có thứ tự thì chúng tôi biết nói sẽ chẳng thứ tự. Đôi khi chúng tôi kể một câu chuyện gì đó ở trong thành phố, một nơi nào đó thì cứ kể thôi, mà bảo rằng kể một cách có lớp lang từ đến sau kể không được, tại vì nó không có lớp lang. Cuộc sống nó có lớp lang như vậy thì nó bình thường. Mình cứ học. Và chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng. Lâu ngày rồi thì mình có thể ráp lại. Giống như người ta học về puzzle vậy đó. Puzzle tức là ở bên Mỹ có một cái thuốc tiêu khiển mà chúng tôi không biết có phổ thông ở Việt Nam hay không. Đó là ráp hình. Ráp hình ở đây là nguyên một bức tranh như vậy. Họ cắt ra từng miếng cho nhỏ rồi họ trộn với nhau. Và khi mình ngồi ráp hình đó, thì mình không có ráp theo cái thứ tự, không có thứ tự là bên trái và phải hay là từ trên xuống dưới, mà mình cầm một cái miếng nào đó mình cứ ráp đại nó vô. Nhưng mà ráp từ từ thì nó xong nguyên cái hình, thưa quý vị. Có nhiều khi thì mất thì giờ lắm. Chúng tôi có một quen với một cô Phật tử, cô có cái thú vui thì là cô đi bên Nhật, cô thích Nhật Bản thì cô mua rất là nhiều cái puzzle về những cảnh của Nhật Bản, cô đem về cô ráp lại. Thì ráp lâu ngày đó nó tạo thành một cái hình. Và cái gì nó càng khó, thí dụ một bầu trời, và một bầu trời toàn là màu trắng hết, thì mình biết đó là bầu trời, nhưng mà cái miếng đó nằm chỗ nào trên bầu trời thì phải có kiên nhẫn mới sắp xếp được.
mà lâu ngày đó, thì cô nói rằng nhiều khi là cô cũng bớt đi cái tập niệm khác, chỉ tập trung vào rap đó mà thôi. Thì chúng tôi tạm nói rằng cái môn, cái giáo trình của Thánh Pháp Abhidhamma nó giống như mình rap những cái puzzle, nó không đến đổi như vậy, nhưng mà nó gần giống như vậy. Là nhiều khi lấy một bản nào đó để dạy, và cái bì giảng sư nó dạy như vậy, nhưng mà chúng ta cứ học, tiếp học, tiếp tục và tiếp tục lâu ngày, thì mình sẽ có một bức tranh toàn diện. Và cái bức tranh đó đó, đôi khi mình chỉ lên cho người khác thì mình không có nói là à mình phải ráp cái chỗ này trước hay ráp chỗ sau. Nó là puzzle, nó là cái ráp hình, thì không ai có thể nói ráp cái nào trước, ráp cái nào sau hết. Và chúng tôi biết rằng sẽ có một cái sự khác biệt rất lớn giữa Thượng Tọa Từ Siêu và chúng tôi khi mà sử dụng. Đừng bận tâm lắm nhiều về điều này, bởi vì Thượng Tọa Từ Siêu là người ưa chuộng cái sử dụng những cái từ vựng nó vốn đã được Ngài Tịnh Sự dạy sẵn, và cực chẳng đã lắm thì Thượng Tọa mới thay đổi. Còn như chúng tôi thì chúng tôi cố gắng tìm những cái từ vựng mà tương đối là nó rất gần, rất là dễ hiểu, gần với thưởng thức hơn. Nó cũng là cái khuynh hướng, thưa quý vị. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài có nhiều cái sáng kiến ở trong từ vựng đó. Ví dụ như chữ Chá Vá Đá, hồi Ngài mới về Ngài dịch là tâm, rồi sau này Ngài dịch là tâm động lực, rồi tâm động tất. Trong lúc đó thì Hòa Thượng Minh Châu hay là Ngài Hậu Tông hay gì đó, tóc hành tâm. Nhưng mà cái sự chọn lựa chữ này nó cũng là một điều thú vị. Dù sao đi nữa thì ở thế hệ của chúng tôi đi ra ngoài dạy học thì chúng tôi cố gắng là tìm những cái chữ nào tương đối là nó gần với cái nó dễ hiểu theo nghĩa thực thức. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình nói là đại cương hay là tóc yếu, thì Ngài không có nói về điểm đó mà Ngài nói về xiển thuật, xiển minh chẳng hạn. Quý vị nghe những chữ đó quý vị cũng có hiểu Ngài nói cái gì, và mình phải học chữ đó. Nhưng mà chữ Tăng nói lâu ngày thì quen, hoặc giả là như Ngài dùng chữ sở hữu, sở hữu tầm, sở hữu tứ. Cái sở hữu người ở ngoài họ nghe họ có thể hiểu như là một động từ hay là cái gì của cái gì đó, thì chúng tôi xài cái chữ sở hữu như vậy, mà chúng tôi xài chữ thuộc tính. Thuộc tính giống như trong tiếng Anh chúng ta có chữ attribute. Thì ở đây phải nói rằng về cái dùng từ nó sẽ có sự khác biệt lớn. Bởi vì quý vị biết rằng chúng tôi rất là thông cảm Thượng Tọa Từ Siêu, khi mà chúng tôi soạn giáo trình mà Thượng Tọa vào thì Thượng Tọa hay có vẻ hơi khó chịu, bởi vì nó lạ, và nó rất là lạ. Chúng tôi chỉ muốn làm thế nào mà bắt một cái nhịp cầu giữa cái gì quen thuộc của chúng ta và với cái môn học mà có cái rất là chuyên môn này. Thượng Tọa thì chỉ muốn dùng cái thuật ngữ rất là thuần túy mà Ngài Tịnh Sự để lại. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả Ngài Tịnh Sự thì có thể nói rằng đối với chúng tôi thì Ngài Tịnh Sự là sư tổ về ngành này, nhưng mà chúng tôi vẫn phải dùng nhiều cái từ ngữ mà chúng tôi nghĩ rằng nó dễ hiểu hơn, và dễ hiểu hơn để vào. Dĩ nhiên là khi mà chúng tôi dạy, chúng tôi có chú thích về cái chữ dịch của Ngài Tịnh Sự, chứ cũng không hẳn là hoàn toàn xài 100% chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi còn 10 phút còn lại, thì để Tỉnh Chư Tăng có một vài lời chia sẻ. Hôm nay thì không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang có mặt trước máy, xin Thượng Tọa nghĩ cho biết. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân cầm mic được, xin Thượng Tọa nghĩ cho biết. Dạ, Thượng Tọa Tự Quyền. Dạ, thấy Thượng Tọa Pháp Tân rồi. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa trong cái quá trình mà học Thánh Pháp Abhidhamma thì Thượng Tọa có một cái sở thích đặc biệt với một giáo trình nào hay không? Hay là bản thân Thượng Tọa thì nghĩ rằng học ví dụ pháp thì chúng ta phải mở rộng ra để học nhiều cái giáo trình khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một giáo trình? Kính thỉnh Thượng Tọa.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Con chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo riêng con thì hồi xưa giờ thì học với lại cũng nhiều vị. Thì phần lớn thì con học ở trong cái giáo trình mà trước giờ các ngài dạy, giống như là sư phụ Tị Siêu rồi dạy nhiều pháp, thì cũng lấy tài liệu cũng từ ở nơi Hòa Thượng Tịnh Sự. Rồi tuy nhiên cái cách giảng dạy của Thượng Tọa thì lập nên một cái giáo trình riêng. Hoặc là con học với những gì khác thì cũng có những cái giáo trình cũng học từ ở sư phụ Tệ Siêu. Thì riêng con thì con nghĩ rằng học cái diệu pháp thì giống như là Thượng Tọa nói khi nãy đó, học tới học lui nhiều lần, và dường như là một vấn đề rồi mình phải nghiền ngẫm rồi liên hệ với nhau á, trong các cái điều mà mình đã học á, thì học vi diệu pháp như vậy thì nó mới tốt được. Thì theo con nghĩ rằng là thì nhờ cái việc mà mình học ở trong lớp vi diệu pháp trước đây đó, và con cũng có cái tập tài liệu của cái tập sách của Hòa Thượng Minh Châu là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, mà ngài dịch ra hồi trước có hai cái tập, một tập là sắc pháp, một tập là danh pháp đó. Thì tài liệu thì thật sự ra các cái giáo trình đó, thì gần đây thì con thấy rằng có những vị tịch dịch từ cảng tiếng Thái bản tiếng Hán tiếng Miếng ra tiếng Việt của chúng ta đó, thì cũng có. Nhưng mà rồi đó thì nhờ cái căn bản đó, nhờ cái căn bản mà con học ở trong cái lớp mà hồi xưa học của từ sư phụ Tệ Siêu đó, mà nhờ cái biết như vậy đó, thì mình coi các cái tài liệu này đó thì mình có thể hiểu được. Cái cách dùng từ thì như là Thượng Tọa nói khi nãy, thì đọc nhiều cái bản khác nhau thì sẽ có cái cách dùng từ khác nhau. Có những cái thì nó cũng giống, nhưng mà có những cái tên gọi nó cũng khác. Giống như là gọi là tâm duy tác hay là tâm tố, thì đọc nhiều cái bản khác nhau thì do vậy đó thì mình hiểu cái tâm đó là như vậy. Còn cái tên gọi thì tuy có khác nhưng mà mình lại hiểu được là cái tâm tố là như vậy, tâm quả là như vậy, hay là tâm di tác là như vậy, rồi tâm đạo tâm quả như thế nào thì có lẽ là mình hiểu được. Thì con nghĩ rằng cái việc học như diệu pháp thì nếu do rằng mình đã có được cái căn bản, có cái được cái căn bản nền tảng, cho nên là mình đọc các cái tài liệu khác nó trở thành cái tham khảo, mà mình trở thành cái nguồn tham khảo để rồi mình có thể diễn đạt một cách nào đó để cho cái người mà mình muốn diễn đạt trình bày lại đó người ta có thể dễ hiểu hơn. Thì theo con nghĩ rằng vẫn trung thành với lại những cái gì mà các bậc tiền nhân trước đây để lại. Tuy nhiên thì có những cái giáo trình mới được sử dụng những cái từ mà mình nghe nó thật sự là gần gũi, hay hoặc qua cái từ đó mà người học người ta nghe người ta cảm thấy nó gần gũi hơn, người ta cảm thấy dễ hiểu hơn, thì mình nên sử dụng cái điều đó. Thì theo con nghĩ rằng học vi diệu pháp á, thì cứ học rồi học đi học lại rồi nghiền ngẫm, không phải bây giờ nó chỉ còn là con số không, mà mình phải hiểu cái vấn đề thì nó mới
mới tốt được cho việc học di diệu pháp đó. Thứ hai nữa là có cái nhiều cái nguồn tư liệu, tài liệu như giáo trình khác nhau, thì cái việc học, cái việc giảng dạy đó, hay là cái gì mà mình có thể hiểu trong cái cách giải thích của các vị, thì mình thấy cái điểm nào đồng và nó hay và nó tốt và dễ hiểu thì mình chấp nhận. Con nghĩ là như vậy. Cho nên cái việc mà có nhiều cái tài liệu nó cũng là một cái tốt, hay nhiều cái giáo trình khác nhau thì đó cũng là một cái tốt, theo cái cách trình bày của mỗi một vị khác nhau. Hồi xưa giờ thì truyền thống cứ học như vậy, nhưng mà bây giờ có những cái cách truyền, có một cái cách truyền đạt mới, mà truyền đạt mới này nó cũng phải mất đi cái nguồn gốc, mà cái nào trước, cái nào sau, cái nào nó gom chung với cái nào, thì cái đó chính vì vậy cho nên là giúp cho học viên có thể từ ở cái tổng quát, gom tổng quát cho đến cái những cái chi tiết phân thành từng nhóm như vậy, thì mình khi học nó có thể dễ dàng liên hệ và hiểu rộng sâu hơn. Thì con có cái góp ý trong cái suy nghĩ của con qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ. Thượng Tọa Pháp Tân phải chăng là trong giai đoạn đầu khi mà Thượng Tọa bắt đầu học và Thắng Pháp Âm Thầm thì Thượng Tọa cảm giác giống như Thượng Tọa không có hiểu rõ là Thắng Pháp nói cái gì, nhưng mà học lâu ngày mình mới ráp lại với nhau mình mới hiểu được, phải không? Thượng Tọa có thể chia sẻ với đại chúng một vài cái kinh nghiệm của Thượng Tọa về điểm này, kính thưa Thượng Tọa. Hello. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thật quả thật như vậy quý vị. Tại thường thường quý vị biết rằng mình học vi diệu pháp á, thì mình học một cái rất là rộng, rất là nhiều. Nhưng mà khi mình biết cái cách để mình tính á, cái này là tưởng quẩn, cái này là hành quẩn, cái này là sắc quẩn, cái này là thọ quẩn, cái này là thức quẩn á, thì mình phải định nghĩa được cái nào ở trong cái tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức này đó, thì bây giờ cái nào là tâm nhãn thức và cái nào là sắc thần kinh nhãn. Như vậy thì khi mình học đó, thì mình học và chung, ví dụ mình nói sắc thần kinh, sắc tứ đại, sắc y đại sinh, sắc tứ đại đất nước lửa gió, sắc y sinh, thì sắc thần kinh, sắc cảnh giới, mình chỉ như vậy. Nhưng mà khi mình nói đến một cái lộ nhãn môn á, thì mình chỉ lấy cái thần kinh nhãn và cái cảnh sắc thôi, cái tâm nhãn thức nương vào đó thôi. Chứ còn mình không thể nào lấy hết năm cái sắc thần kinh mà chỉ có một cái sắc thần kinh thôi. Cũng như vậy thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng vậy. Và có nhiều khi mình học như vậy rồi, nhưng mà khi lúc mình tu thiền đó, thì nó lại phải có sự suy nghĩ nữa. Ví dụ mình thấy rằng mắt á, nó vừa là thần kinh nhãn, mà cái con mắt nó cũng vừa là sắc thần kinh thân. Sắc thần kinh nhãn ở đây chỉ nói đến cái nhãn vật để thấy cái cảnh sắc thôi. Nhưng mà con mắt của mình á, khi mà mình rờ vào con mắt hay là mình sấy, lấy gàn hay này kia nọ, mình khều rồi bụi rồi đó, thì nó thuộc về là thân căn. Thân căn và cái vật gì đụng vào nó là cảnh xúc. Và thân thức nó sanh lên để nó biết cái cảnh xúc đó. Như vậy á, thì cái con mắt á, nó vừa là sắc thần kinh nhãn mà nó vừa là sắc thân thức nữa. Nó là vừa là thân cả là thân căn nữa. Như vậy thì nhiều khi chúng ta học á, thì chúng ta phải vì chúng ta học á, thì chúng ta học chung như vậy, nhưng mà khi chúng ta biết phân biệt ra cái thuộc tính của nó đó. Ví dụ mình thấy cái lỗ tai nó vừa là cái sắc thần kinh nhĩ mà nó vừa là thần kinh, nó là thân thức thân căn nữa. Như vậy thì khi mà nói đến cái căn á, thì nó nằm khắp châu thân của chúng ta.
còn sắc thần kinh nhĩ đó, nó chỉ là cái phù trần căn rất là nhỏ ở trong cái lỗ tai chúng ta thôi. Nhưng mà khi mình móc cái rái trong lỗ tai đó, thì thật sự là thân căn, cái vật mà đụng vào đó là thân thức, nó là cảnh xúc, và cái biết được cái vật đụng vào là thân thức. Như vậy thì khi mà chúng ta học thì chúng ta học chung như vậy, nhưng mà chúng ta phải phân ra những cái thuộc tính, cái nào là thần kinh thân, cái nào là thần kinh nhãn, cái nào là thần kinh nhĩ, cái nào là thần kinh tỷ, cái nào là thần kinh thiệt, cái nào là thần kinh thân. Mình phải biết, khi mà mình học rồi mình phân biệt ra cái tâm để mình tu tập đó, thì mình phải biết cái tâm đó là cái tâm nhãn thức, và cái tâm là cái tâm thân thức. Như vậy thì khi mà mình có cái sự phân biệt như vậy, mình mới gọi là mình phải phân biệt được căn cảnh thức, và mình cũng phân biệt được cái tâm nào khi mà nó như là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, rồi thai ngũ môn, rồi tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đoán định, động lực, na cảnh, rồi hộ kiếp, cảnh rất lớn, cảnh lớn thì có chót động lực. Thì khi mình học thì nói như vậy, mình để mình lấy từng cái thuộc tính pháp, mình kể ra cái quy trình của tâm nó sanh diệt đó, thì phải đúng và phải biết lấy được cái phần chi pháp của nó, và mình biết được các cái thuộc tính nó sanh khởi ở trong những cái lỗ đó. Và thường thường ví dụ mình nói động lực thì động lực bất thiện thì nó có tới 12 tám tâm tham, hai tâm sân và tâm si, nó cũng đều là động lực hết. Như vậy khi mà mình biết rằng mình tham á, thì có tham sanh khởi, động lực tham sanh khởi chỗ đó. Còn khi mà mình sân á, thì có động lực sân sanh khởi ở chỗ động lực. Hoặc là khi mình có si mê đó, thì cái động lực si á, nó sanh khởi chỗ này. Nên nó khi mình học á, thì học như vậy. Nhưng mà khi mình học nhiều mảng như vậy, nhưng mà thật sự khi mà mình biết cái cách để mình lắp ráp lại đó, thì nó là một cái sự đòi hỏi. Thì thật sự lúc đầu đó, mình học đó, mình cũng học từng phần thôi quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng như thần đòi Giá Đẳng nói vậy đó, mình giống như mình học rapping vậy đó, nó có nhiều tấm lắm, nhưng mà mình thấy cái tấm nào mà có thể rap cho chỗ đó được, mình cứ rap. Hồi nữa thì mình lấy mấy cái mảng rap dính với nhau đó, mình rap lại. Thì thành ra nó từng có một cái mảng hình y như cái tấm hình mà mình mẫu của mình đó, mình ráp lại những cái tấm nhỏ nhỏ, nó cũng giống như vậy. Có thể là mình ráp chỗ này chỗ kia lại, rồi cái cuối cùng mình thấy rồi mình ráp lại với nhau. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến đến thọ, đến tưởng, đến hành, đến thức, đến sắc á, thì nó nhiều phần. Ví dụ mình nói phần sắc pháp thì có sắc tứ đại, sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh nó có 10 nhóm, như sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc trạng thái, vật mạng quyền, vật thực hư không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Nó có 10 nhóm như vậy. Nhưng mà khi đó, nói chung vô là sắc tứ đại, đất nước lửa gió. Khi mà mình học như vậy, nhưng mà khi mà mình tu đó, thì mình phải biết được sắc pháp. Nó có hai cái sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Chính sắc tứ đại đó, nó sanh ra sắc y đại sinh, nó nằm trong đó. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì mình mới không có lầm lẫn được, không có lầm lẫn được. Bởi vì Đức Phật là bậc vô thượng sư, Ngài đã khéo thuyết và mình cũng khéo hiểu. Chỉ còn mình không khéo hiểu đó, thì có nhiều khi nó cũng giống như là mình nói, mình học rồi mình phải khéo hiểu, khéo hiểu biết được cái nào là hành quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, cái nào là thức quẩn, cái nào là sắc quẩn. Và cái sắc này là cái sắc thần kinh, hay là sắc đó ở lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, tăng môn. Thì mình phải biết như vậy thì mới phân ra từng thứ như vậy được. Thì thật sự đó, học A Tỳ Đàm đó, thì chúng ta cứ cố gắng học. Tại vì thật sự học A Tỳ Đàm mà cái người nào mà nghĩ rằng học một cái người mà được Đức Phật Ngài nói giống như một cái người mà gọi là thiện xảo đó, khi mà hỏi chiếc xe thì người ta nói đủ thứ, tại vì người đó là đã hiểu biết rồi, khi ta hỏi tới đâu nói tới đó liền, chứ không phải là
phải sắp xếp cái công tâm là người ta hỏi như vậy, mình phải nói như vậy không phải. Nó không phải như vậy. Tại vì cái người này đã biết toàn diện rồi, khi người ta hỏi cái phần nào thì người ta nói phần đó. À, chứ không phải là cần phải suy nghĩ trước là mình sẽ nói như vậy, người ta hỏi vậy mình sẽ nói như vậy. Mà thật sự cái người đã hiểu biết rồi, học Phật pháp nó cũng giống như vậy quý vị. À, giống như một cái người mà họ hiểu biết tâm sở hữu sắc pháp, nói về ngũ uẩn họ biết rồi, thì khi mà hỏi nói tới chỗ nào, hỏi chỗ nào thì họ nói chỗ đó, muốn thí dụ chỗ nào thí dụ chỗ đó, thì nó cũng giống như vậy quý vị. Thành ra chúng ta học đó, thì thật sự một cái sự cố gắng, một sự cố gắng học hỏi để đến lúc nào mà chúng ta hiểu biết được một cách hiểu biết mà nó toàn diện như vậy đó, thật sự là một thời gian, chứ nó không phải là mình học một hai bữa mình có thể hiểu được đâu quý vị. Thành ra ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đấy, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa. Ta thú cái đường là từ đó pháp đăng. Thưa quý vị, chúng tôi phải nói một điều rằng có thể đây là một cái duyên rất là đặc biệt. Ít bao giờ mà chúng tôi nghĩ trong quá khứ mà có một lớp học về thắng pháp Abhidhamma nào mà chúng ta có nhiều vị giảng sư cùng góp phần mặt như là lớp học này. Hình như chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ra này, là trong đời có lợi dụng nào không. Nhưng mà chúng tôi hy vọng sự khác biệt trong cách hướng dẫn và những cái ý kiến góp phần của các ngài đó, sẽ giúp cho mọi người có nhiều cái sinh động hơn trong cái việc học môn học này. Và nếu mà môn học này mà chúng ta duy trì được nhiều năm giống như là những giáo trình khác trong lớp Phật Pháp Buddhadhamma đó, thì sẽ lợi lạc rất nhiều cho quý Phật tử. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddhadhamma. Kính trương chư vị giảng sư đã vào gồm đảng đền lệ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính kêu trong đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp, hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sư Hương Nguyên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc kia tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiên nhà.
tăng thương chúng sanh ba cõi sao đường. Do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Bác Pháp Bút Tha Tham Má xin phép được đóng rừng trong dài giây. Tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha. Yeah.